Chiếc tàu này có chiều dài lên tới gần 350 mét. Gần 350 mét đấy các bạn ạ, 1/3 cây số. Vâng, và với cái chiều rộng của nó là tới 44 mét, thì có tới hơn 2.000 phòng, chứa được gần 6.000 khách ở trên tàu. À, có trò này này, có trò này mà tôi tin chắc rằng là sẽ rất nhiều quý vị cũng thích thú này. Đây rồi các bạn ơi, đã quý vị khán giả nào của nhà to đã chơi cái game này chưa? Đấy, rất là thú vị đúng không ạ? Chúng ta sẽ tập luyện lướt sóng ở đây. Wow, đấy các bạn thấy chưa? Khi mà ngã một cái là... Đây bên này là gì đây? À bên này là bắn cung các bạn ạ. Tôi đang chờ xem cái bạn nữ này bắn như nào, nhưng mà nhìn có vẻ hình như bạn này chỉ đang tạo dáng để chụp ảnh hay sao ấy. Ở trên cái cabin này thì nó sẽ đưa chúng ta lên cao để có thể quan sát toàn bộ ở phía bên dưới. Đây. Và có thể quan sát toàn bộ cả cái thành phố ở đây luôn. Từ trên này thì chúng ta sẽ có một cái tầm view xuống phía dưới tuyệt đẹp, đúng không các bạn? Ở đây thì có một cái điểm iconic của thuyền, đấy là một cái Bionic Bar. Đấy là chúng ta sẽ chọn đồ uống và toàn bộ sẽ được pha chế bởi những cái cánh tay robot. Đấy, các bạn thấy là ở đây có hẳn một cái sàn ở phía dưới này để phục vụ chơi casino. Thuyền này có vẻ hay nhỉ. Và còn có thêm một hạng phòng Ultimate Family Suite ở được tới 11 người. Cái phòng đấy thì chỉ có duy nhất một phòng. Và các bạn biết là trên thuyền có 17 cái thang máy, tuy nhiên thì có duy nhất một cái thang máy chỉ phục vụ cho phòng Ultimate Suite. Và giá của nó thì cũng chỉ đâu đó khoảng tầm 20.000 đô là chúng ta đã có thể book được phòng đấy. Tuy nhiên thì phòng đấy cũng hết rất là nhanh vì chỉ có duy nhất một phòng ở trên thuyền. Chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với nhà to. Vâng, ngày hôm nay thì Hoàng Đức đang có một cái trải nghiệm cực kỳ thú vị trên một chiếc tàu lớn nhất và đắt nhất tại châu Á. Vâng, tôi đang đứng ở ngay trên chiếc tàu đấy đây. Vâng, và tôi tin chắc rằng là cái trải nghiệm này sẽ có rất nhiều quý vị khán giả của nhà to cũng rất là thích thú, cũng như là muốn biết thêm những cái thông tin hay là những cái điều cần lưu ý, rồi những cái điểm thú vị gì khi trải nghiệm ở trên chiếc tàu này hay không. Nên là tôi quyết định sẽ làm một cái video clip để chia sẻ cái trải nghiệm của mình tới cho quý vị khán giả của nhà to. Và trước khi bắt đầu cái trải nghiệm ngày hôm nay cùng với Hoàng Đức thì các bạn hãy nhớ đừng quên like, subscribe, đăng ký ủng hộ kênh YouTube nhà to để chúng ta sẽ có thêm nhiều những cái trải nghiệm thú vị khác nữa cùng với Hoàng Đức nhá. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu nào. Tôi thực sự là rất choáng ngợp và không thể tưởng tượng nổi khi mà bước chân lên cái chiếc tàu này. Nó có tên là Spectrum of the Sea, dịch nôm na tiếng Việt giống như kiểu là những cái sắc màu của biển cả. Và chiếc tàu này thì là cái chiếc tàu du lịch lớn nhất và đắt nhất tại châu Á. Vâng, một thông tin chính xác, và thuộc tập đoàn Royal Caribbean International. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy cái thông tin của tập đoàn sở hữu cái chiếc tàu này ở kia. Royal Caribbean International là một cái tập đoàn, một cái công ty rất là lớn ở trên thế giới mà chuyên đóng và khai thác những cái chiếc tàu du lịch giống như thế này, chạy vòng quanh thế giới luôn. Đây các bạn có thể nhìn thấy địa điểm ngày hôm nay mà Hoàng Đức đang có mặt ở đây. Đây là khu vực thuộc địa phận của Malaysia. Vâng, chỗ vị trí mà chiếc tàu của chúng tôi đang neo đậu thì là thuộc cảng Port Klang, cách trung tâm của Kuala Lumpur khoảng tầm 1 tiếng để chạy xe. Chiếc tàu của chúng tôi thì đã di chuyển từ cảng Central Marina tại Singapore để đi tới Malaysia.
Đấy. Và cái chiếc tàu này thì sẽ có rất nhiều những cái chuyến hải trình khác nhau. Ví dụ như chuyến mà tôi tham gia ngày hôm nay là một cái chuyến hải trình đi từ Singapore tới Kuala Lumpur của Malaysia. Ngày mai sẽ tới Penang, vẫn thuộc Malaysia. Và sau đấy thì sẽ đi ngược trở lại về Singapore. Nhưng mà sẽ có những cái chuyến là dài ngày hơn, từ Penang có thể sang Phuket của Thái Lan. Đấy, hoặc là cũng có những cái chuyến mà chúng ta có thể là đi từ Singapore đi tới Việt Nam, tới Nha Trang, sau đấy về thành phố Hồ Chí Minh, rồi lại chạy sang Hồng Kông và sau đấy mới quay trở lại Singapore. Vâng, các bạn có thể thấy là có rất nhiều những cái hải trình thú vị khi mà chúng ta tham gia một cái chiếc tàu như này. Đây, hiện tại bây giờ thì tôi đang ở trên cái sun deck của chiếc tàu này. Các bạn hãy thử đoán xem. Chiếc tàu này có tới tận 16 tầng. Vâng, 16 tầng các bạn ạ. Và đây, cái vị trí tôi đang đứng đây là ở trên tầng 15. Lên trên kia của chúng ta thì sẽ là tầng 16. Có tới tận 16 tầng với các cái không gian tiện ích giống như thế này. Chiếc tàu này thì sở hữu một cái chiều dài, các bạn có thể đoán được không? Một chiều dài mà có lẽ là tôi nói ra cũng sẽ nhiều quý vị khán giả là cũng sẽ bất ngờ. Chiếc tàu này có chiều dài lên tới gần 350m. Gần 350m đấy các bạn ạ, 1/3 cây số. Vâng, và với cái chiều rộng của nó là tới 44m. Và cái chiếc tàu này thì có tới hơn 2.000 phòng, chứa được gần 6.000 khách ở trên tàu. Các bạn có thể thấy được cái số lượng kinh khủng của cái chiếc tàu này rồi đúng không? Đây, bây giờ tôi sẽ dẫn quý vị khán giả, chúng ta sẽ vừa tham quan, vừa chiêm ngưỡng, vừa có thêm nhiều những cái thông tin thú vị. Ở phía sau của tôi đây này, đây là cái khu vực vui chơi đấy cho cả người lớn, trẻ em. Ở đây thì các bạn có thể thấy là có một cái hồ bơi rất là lớn ở xung quanh và rất nhiều những cái ghế để nằm thư giãn, tắm nắng. Ở bên kia thì chúng ta sẽ có cả một cái khu vực giống như một cái công viên nước thu nhỏ dành cho trẻ con. Hiện tại bây giờ thì hai bạn nhỏ nhà tôi thì cũng đang vui chơi ở bên đấy. Và tất cả các khuôn viên vui chơi đều có người trông giữ để các bạn nhỏ có thể vui chơi một cách an toàn nhất. Các bạn có thể thấy là với những cái con số kinh khủng như thế thì chúng ta đã thấy được cái quy mô và cái độ rộng lớn của chiếc tàu này như thế nào rồi đúng không ạ? Ngoài ra thì tập đoàn Royal Caribbean này thì cũng sẽ có những cái chuyến tàu lớn khác đi vòng quanh các nước ở trên thế giới, các vùng biển luôn. Nhưng mà đây là cái lần đầu tiên mà tôi bước chân lên một chiếc tàu của Royal Caribbean. Trước giờ thì cũng chỉ mới thấy nó ở video ở trên mạng. Các bạn có thể thấy đây là một cái không gian, để tôi xem nào. À, đây là một cái pool bar ở phía trong. Ở trong đấy là sẽ có một cái bể bơi ở trong nhà. Đây, tôi sẽ tìm lối vào. Thực sự là nó quá là rộng. Đây, các bạn có thể thấy này. Đây, chúng ta sẽ có một cái bể bơi trong nhà như thế này nữa. Đấy. Ở trên cái chiếc tàu này thì có tới 3 cái bể bơi khác nhau. 3 cái bể bơi khác nhau. Và các bạn biết không, ngoài cái không gian chung ở trên này thì trên chiếc tàu này còn có tới gần 20 cái nhà hàng khác nhau. Trong đấy thì có gần 10 cái nhà hàng là phục vụ đồ ăn miễn phí tất cả trong ngày luôn, bữa sáng, bữa trưa, bữa tối. Và có cái điểm thú vị là nếu chúng ta ăn ở cái nhà hàng này xong và chúng ta cảm thấy là không ngon, đồ ăn không hợp khẩu vị thì chúng ta vẫn hoàn toàn có thể được đổi sang những cái nhà hàng khác, ăn đến bao giờ chán thì thôi. Đây là một cái điểm cũng rất là thú vị và thích thú. Hôm nay thì thời tiết đã bắt đầu tốt hơn hôm qua khi mà chiếc tàu di chuyển từ Singapore rồi. Hôm nay đã bắt đầu có nắng. Và hôm qua thì thời tiết hơi âm u và hơi mưa một chút. Tôi cũng đã bắt đầu khá là lo lắng khi mà ngày hôm qua thì đặt chân xuống sân bay cái là mưa to quá. Từ sân bay Changi của Singapore di chuyển về cái Central Marina, nơi mà chiếc tàu Spectrum of the Sea này neo đỗ, thì cũng mất khoảng tầm 30 phút. Và có cái tuyến xe bus của tàu đón chúng ta ở sân bay. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục khám phá nha các bạn nhé. Thực sự là đây thì nãy giờ thì chúng ta mới đi hết một nửa cái sun deck ở phía bên ngoài thôi. Đây các bạn nhìn thấy này, đây có những cái không gian để cho trẻ con có thể vui chơi, chụp hình giống như thế này. Với gần 6.000 khách hàng
6.000 khách hàng có thể chứa ở trên một chiếc tàu như thế này. Thực sự đây là một cái con số cực kỳ khổng lồ. Bên này là một cái khu để vui chơi cho trẻ con. Tôi thấy ở phía trong là có những cái xe điện đụng kiểu như vậy. Đây, còn bên này các bạn có thể nhìn thấy này. Tôi đang đi đến một cái khu, ở đây là khu để leo núi, khu vực leo núi. Đây. Và ở cái khu vực này, chắc là một lát nữa tôi sẽ cho các bạn nhỏ của mình tới đây để chơi. Có các bạn thấy là luôn luôn có các những người giống như là kỹ thuật viên ở từng khu để đảm bảo cái sự an toàn của các du khách khi mà thực hiện chơi các cái trò chơi giống như thế này, đặc biệt là các cái trò chơi mạo hiểm. Đấy. Đấy, thậm chí là tôi còn thấy là có một anh kia là đã chạy được đến bây giờ chắc phải 2 vòng của chiếc tàu rồi, chúng ta vừa đi được rồi và thấy anh ấy chạy từ vòng này sang vòng kia. Thế là chúng ta sẽ có thể chạy bộ để tập luyện thể dục ngay ở trên tàu luôn. Có rất nhiều những cái không gian khác nhau. Đây, khu vực này là Sky Park. Đấy, đây là cái khu vực mà chúng ta có thể là sẽ có những cái trò chơi dạng nhảy, bật nhảy lên ngay trên cao giống như kia. Đấy, chắc là sau khi đi một vòng để review cho các bạn thì chiều nay chắc là tôi sẽ phải thử hết tất cả những cái trò chơi này cùng với đội trẻ con của nhà mình. Đây, chúng ta sẽ tiếp tục đi lên nhá. À, có trò này này, có trò này mà tôi tin chắc rằng là sẽ rất nhiều quý vị cũng thích thú này. Tôi xem nó ở đâu. Đây rồi. Đây rồi các bạn ơi. Đây. Các quý vị khán giả nào của nhà to đã chơi cái game này chưa? Đây. Đấy. Rất là thú vị đúng không ạ? Chúng ta sẽ tập luyện lướt sóng ở đây. Wow, sột. Đấy các bạn thấy chưa? Khi mà ngã một cái là nó sẽ đẩy chúng ta đi xa như thế kia luôn. Đấy, và luôn luôn có các huấn luyện viên ở đây. Và toàn bộ những cái game này các bạn nhá, toàn bộ những cái game này thì đều chơi miễn phí khi mà chúng ta đã bước lên tàu. Tất cả ở đây thì đều chơi miễn phí. Đây, ở góc độ này thì có vẻ như là các bạn sẽ nhìn được rõ hơn. Đấy, rất đẹp đúng không ạ? Đấy, bây giờ tôi đang dẫn quý vị đi một vòng đã, còn tôi sẽ chơi sau. Chắc chắn là tôi sẽ không thể không chơi được rồi. Đây, bây giờ thì tôi vừa bước vào một cái không gian. Ở đây là cái không gian thể thao, khu vui chơi thể thao trong nhà. Bên trong này là sân cầu lông này, sân tennis này. Đây là các cái game bia, bi lắc. Đấy, trên kia có các cái bàn bóng bàn nữa ở trên tầng 2. Bên trong này thì các cái khu game điện tử trong nhà rồi. Cái này thì giống như ở trong các cái trung tâm thương mại. Wow, đầy đủ quá. Đấy, ta có những cái khu vui chơi ở trong nhà như thế này. Đây, bên này là gì đây? À, bên này là bắn cung các bạn ạ. Tôi đang chờ xem cái bạn nữ này bắn như nào, nhưng mà nhìn có vẻ hình như bạn này chỉ đang tạo dáng để chụp ảnh hay sao ấy. Thực sự là giống một trung tâm thương mại hơn là một chiếc tàu đúng không ạ? Một thành phố thu nhỏ ở ngay trên tàu luôn. Ở phía bên kia thì tôi có thấy là có các cái phòng để tập gym. Có đầy đủ các cái không gian. Từ nãy đến giờ đi review cho quý vị khán giả, nhưng mà tôi quên mất rằng là quên không đeo khẩu trang. Vì ở đây thì trên tàu này thì bắt buộc là các du khách, bởi vì tới từ nhiều quốc gia khác nhau, nên là để đảm bảo cái an toàn thì người ta yêu cầu là chúng ta sẽ phải đeo khẩu trang khi mà bước chân lên tàu. Đây các bạn thấy là cái sảnh để vào cũng khá là rộng, hai người chúng ta có thể đi được. Mỗi người thì chúng ta sẽ được phát một cái thẻ giống như thế này. Đây, mình thấy nhá. Đây. Đây là một cái thẻ để chúng ta sẽ ra vào phòng. Đấy. Và một lát nữa thì tôi sẽ chia sẻ thêm cho các bạn về cái tác dụng của thẻ này. Chúng ta sẽ cùng đi vào phòng. Đây, xin mời các bạn. Đây là cái không gian phòng của chúng tôi đây. Vâng. Phòng này thì tôi chỉ ở hai người. Nghĩa là gia đình tôi đi chuyến này thì có 4 người và chúng tôi lấy 2 phòng ở ngay cạnh nhau. Đây chắc là các bạn vừa mới dọn dẹp phòng. Đây các bạn thấy là có đủ bàn ghế, salon vân vân. Và ở đây thì có một cái chiếc giường. Cái quan trọng là giường này thì lại rất là êm ái và cũng khá là rộng rãi. Đây chúng ta sẽ đi ra ngoài một chút nhé. Cái điểm thú vị là cái phòng này thì sẽ có
ban công ở ngay ngoài. Đây, chúng ta sẽ có một cái ban công ở phía ngoài giống như thế này. Ở cái ban công này thì có thể ngồi đây thư giãn đọc sách buổi sáng cũng được. Đấy, và từ tầng 5 lên đến tầng số 13 thì toàn bộ đều là những cái không gian phòng. Đấy là một vài những cái thông tin thêm. Rồi, chúng ta sẽ có thể đi tham quan thêm nhé các bạn nhé. Đây, đây là thang máy để bên ăn trưa. Đi nào, có con đi ra nào. Có tìm. Đây là chúng tôi đang chuẩn bị để đi ăn trưa. Đây, đây thì có hai nhà hàng. Một là The Hot Pot ở trong này. Và bên này là một cái nhà hàng pizza. Và chúng ta có thể lựa chọn ăn ở bất kỳ cái nhà hàng nào. Và cả ba hai cái nhà hàng này thì đều mở xuyên suốt. Và ở đây thì đồ ăn là dạng buffet. Chúng ta có rất nhiều các cái quầy ở đây. Đấy, và mỗi một bữa thì người ta sẽ lại bày ra những cái món ăn khác nhau. Thịt bò, sốt tiêu đen, đấy, cơm rang. Đây là súp cà chua, đây là súp trứng gà. Bên này là thịt heo quay. Đây, đây là các món của Lào này. Bên này là khu vực đồ Âu, có cả gắn cờ Mỹ này. Đây là quầy hoa quả, các loại hoa quả. Đây là các cái đồ ăn của Ấn Độ này các bạn này. Đây là món gà. Đây là rampuri, là cái gì đây? Cái này giống như kiểu là đậu ấy. Còn đây là cơm, gạo của Ấn Độ. Đấy, gạo của Ấn Độ nhìn thấy như này. Mấy món này thì tôi cũng không chắc là mình ăn được. Tôi đang ở trên một cái game gọi là North Star, dạng như kiểu là sao bắt đầu. Ở trên cái cabin này thì nó sẽ đưa chúng ta lên cao để có thể quan sát toàn bộ ở phía bên dưới. Đây. Và có thể quan sát toàn bộ cả cái thành phố ở đây luôn. Đây là cái bến cảng Khe Lang. Đấy, bến cảng ở đây. Còn thành phố thì nó nằm ở phía bên kia. Kuala Lumpur ở phía bên kia. Đấy. Còn lại xung quanh ở đây thì toàn bộ đều là sông nước. Từ bên này chúng ta là quyền chúng ta. Đấy. Từ trên này thì chúng ta sẽ có một cái tầm view xuống phía dưới tuyệt đẹp, đúng không các bạn? Đấy. Và đứng ở dưới cái góc độ này thì chúng ta mới thấy được là cái chiếc tàu nó lớn đến như thế nào. Tuyệt vời, thực sự rất là thú vị. Những cái trò như thế này, như North Star hay là iFly mà tôi vừa mới chơi lúc nãy, thì toàn bộ những trò đấy là chúng ta sẽ phải đặt trước, đều phải đặt trước và đến đúng cái giờ đã hẹn trước. Nếu mà quá mất cái giờ đấy thì chúng ta sẽ miss mất cái trò chơi đấy. Và mỗi trò chơi này nó sẽ lấy của chúng ta khoảng tầm 30 phút tùy từng trò. Và tất cả những cái trò đấy thì chúng ta đều đặt trước qua một cái app ở trên thuyền. Đấy. Trong nữa tôi sẽ chia sẻ cái app đấy chi tiết hơn các bạn. Ngon không bạn? Tôi đang có một cái bữa tối bên gia đình. Trong ở đây là một nhà hàng mà cũng phục vụ 3 bữa một ngày, nhưng mà sẽ không phải là nhà hàng buffet giống như ở trên tầng 14.
Đây là một cái nhà hàng có 2 tầng, ở tầng 4 và tầng 5, và sẽ phục vụ các cái món ăn gọi món, và đa phần hầu như là các cái món Âu. Tuy nhiên thì vẫn có những cái món đồ Á, ví dụ như ở đây thì chúng tôi cũng thử một cái món Ấn Độ, một cái món cà ri gà gì đấy của Ấn Độ. Ngoài ra thì tôi vẫn thích đồ Âu hơn, nên là tôi đã gọi thịt cừu, sườn cừu, và hiện tại bây giờ thì đang thử với 2 ly rượu vang. Ly bên này là một ly Merlot của Mỹ, còn là đây là một ly Cabernet Sauvignon đến từ Pháp. Lúc nãy thì tôi có hỏi nhân viên ở đây, tại vì sau khi mà nhìn cái bảng giá, tuy nhiên thì khi mà nhìn đến một chai Opus One thì chỉ có giá, tôi nhớ không nhầm, là 375 đô, tính ra là khoảng tầm chưa đến, chắc khoảng tầm 7 triệu đồng so với ở Việt Nam. Và cái chai đấy tôi nhờ nhân viên mang ra thử thì thấy nó là niên vụ 2018. Và thực sự là tôi đang nhờ check lại, vì nếu mà một cái chai rượu như thế mang được về Việt Nam với đúng giá đấy thì thực sự nó sẽ là một món hời ở trong bộ sưu tập rượu vang. Nếu như quý vị khán giả nào của Nhà To mà yêu thích, đam mê sưu tầm rượu vang thì chắc là sẽ hiểu cái câu chuyện đấy. Ngoài cái nhà hàng này thì chúng ta sẽ còn có gần 20 cái nhà hàng khác nhau ở trên thuyền. Và những cái nhà hàng kia thì có nhà hàng Nhật, nhà hàng Trung Quốc, nhà hàng Ấn Độ, vân vân vân, để chúng ta có thể thoải mái lựa chọn. Có khoảng gần 10 cái nhà hàng là chúng ta sẽ không bị mất phí. Các bạn ăn thoải mái, sườn cừu ăn bao nhiêu thì ăn, bò bistec ăn bao nhiêu thì ăn, thoải mái. Và nếu ăn hết ở nhà hàng này chán, lại lên trên nhà hàng buffet để ăn cũng thoải mái, trong tất cả các cái nhà hàng free của mình. Đấy, đấy là một cái điểm rất là thích thú ở đây. Khi mà vào ăn thì chúng ta sẽ có một cái thẻ giống như thế này. Đấy, một cái thẻ giống như thế này. Và nó đã chỉ định sẵn là chúng ta sẽ ngồi ăn ở tầng mấy và bàn bao nhiêu và mấy giờ. Đấy, thì trên sẵn cái thẻ này nó sẽ có đầy đủ tất cả các cái thông tin như thế. Và cái thẻ này sẽ là cái thẻ mà chúng ta sẽ thanh toán toàn bộ chi phí ở trên thuyền, toàn bộ qua cái thẻ giống như thế này. Đấy. Thực sự đây là một cái trải nghiệm mà tôi nghĩ là khá là thú vị, mà chúng ta nên thử. Bố con mình cạn ly cái nha. Cheers. Sau khi mà ăn tối xong thì chúng ta sẽ có thể đi dạo ở một cái khoảng không gian khác ở tầng 4. Đây. Ở bên này thì chúng ta sẽ có một cái quán cà phê này, Star Moment này. Đấy. Còn đây là cái gian hàng miễn thuế này các bạn này. Toàn bộ đồ ở đây đều miễn thuế, nhưng mà cái gian hàng này thì sẽ chỉ mở khi mà tàu chạy thôi. Có một casino ở phía dưới cũng tương tự. Ngoài ra thì ở đây các bạn thấy có rất nhiều các cái tiệm cà phê này. Đấy. Bên này là những cái quán đồ ăn của Trung Quốc này. Sichuan Red này, Leaf and Bean này cũng là quán cà phê. Đây thì Regalia, là đây là cửa hàng bán đồ trang sức rồi đồng hồ, IWC, có cả Breitling hay là Ublo, Rado, vân 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 vân. Ở trên tàu này thì sẽ có một vài những cái tầng, từ tầng 2 đến tầng 5 là sẽ có các cái cửa hàng giống như thế này, có cả một cái rạp hát rồi các cái quầy bar. Đấy, bên trái này của chúng ta thì đây là những cái cửa hàng. Bên này có rất nhiều túi sách này, nói chung là giống như một cái trung tâm thương mại. Đi mua bàn chải ở tiệm Kim Cương. Mua có rồi. Ở đây thì có một cái điểm iconic của thuyền, đấy là một cái Bionic Bar.
Cái này chỉ có ở trên cái thuyền này có. Các bạn biết là gì không? Đây. Đấy là chúng ta sẽ chọn đồ uống và toàn bộ sẽ được pha chế bởi những cái cánh tay robot. Đây. Tôi sẽ thử order một món nhá. Đây. Nó nhận luôn tên này, Việt Đức Hoàng này. English. Cái này phải ấn năm sinh. Đủ 18 tuổi nó mới cho. Nào, thử một ly tequila đi. Hôm nay thì chúng tôi quyết định xuống khỏi tàu để đi vào thăm bang Penang. Đây là một bang của Malaysia. Như tôi biết là có một cái đảo Penang thường hay được mệnh danh như là cái thung lũng silicon đấy. Tại vì rất nhiều các cái tập đoàn về công nghệ ở đây. Penang này cũng là một trong những cái khu thành phố mà có GDP cao nhất tại Malaysia. Tôi cũng tò mò muốn biết xem là ở đây thì sẽ như nào. Malaysia là một đất nước đạo Hồi, nên là các cái quy định về ăn mặc có vẻ cũng khá là ấy. Tôi cũng không biết là chính xác như nào, nên là ăn mặc đồ khá là an toàn như thế này. Trong cái chuyến hành trình 5 ngày 4 đêm như thế này thì đến ngày thứ 2 thì tàu sẽ dừng ở Kuala Lumpur và chúng ta cũng có thể xuống phía dưới. Nhưng mà Kuala Lumpur hơi cách khá xa với cái bến cảng, nên là hôm qua tôi đã chỉ ở trên thuyền để chơi. Còn hôm nay thì xuống Penang thì xem trên bản đồ nó khá là gần, nên là gia đình chúng tôi đã quyết định xuống để đi chơi. Đây chủ yếu là những người da đen đạo Hồi. Mình có xem không? What is this? No, because I don't know anymore about Penang, so I just go outside and take some picture and go through old quarter. Yeah, it's too much. With how many in dollar? Singapore dollar 50. 50? 50. Yeah, 50 Sing dollar. Sing dollar. Go by four seater, right? Yeah, I four seater. Budget car. You Chinese? No, I'm Vietnam. Oh, Vietnam. Vietnamese. Oh, you Vietnam? Sorry, yeah. Yeah. Sorry, yeah. Okay. Yeah. How about this? This one very far. No, enough. Very far. One okay. hour more. You go to. Okay, I suggestion this one. This one first, second, third, fourth, fifth, last, Botany Garden. Ở Malaysia này là vẫn tay lái nghịch nhỉ? Giống như ở bên Sing. Can we use the Singapore dollar in Malaysia? Can use, some place can use. Uh-huh. The big restaurant and museum, the small shop, you know? The small shop, they all are Malaysian ringgit. So in Malaysia, you still have four seasons for one per year? This Malaysia no. No? But no raining. No raining? No raining. In Penang? Yes. Here? Sometime morning raining. Uh-huh. Morning. Sometime night. But not too much. The raining half an hour. Uh-huh. Half an hour the raining. Then they stop. Right? Mẹ có vào xem không? Là cái này cái này nó là một cái museum kiểu lộn ngược ấy. This one very nice museum. Đặc trưng của em. Yeah. Ok. Xuống đi con ơi.
Đây là hội xe máy nước của Malaysia. Xe máy nước. Hiện tại bây giờ thì tôi đang ở một cái không gian ở trên tầng 5 của thuyền. Và các bạn có thể thấy ở đây được bố trí giống như là một cái sân khấu nhiều hơn, đúng không ạ? Đấy, và ở đây thì buổi tối sẽ trở thành một cái khoảng không gian trình chiếu và biểu diễn các cái hoạt động nghệ thuật ở trên thuyền. Và toàn bộ thì đều được phục vụ miễn phí, chỉ có là chúng ta sẽ phải đặt trước. Còn buổi ngày thì toàn bộ ở đây sẽ thành những cái không gian quầy bar, cà phê, cũng phục vụ đồ ăn, đồ uống miễn phí hết tất cả những ngày ở trên tàu. Có một điểm mà chắc hẳn có nhiều quý vị khán giả sẽ thắc mắc là đi tàu ở trên biển như thế này thì nó có bị dập dềnh, có bị khó chịu hay không? Thì thực sự là những cái ngày mà chúng tôi trải nghiệm ở trên tàu thì đều là những cái ngày mà thời tiết không được ủng hộ cho lắm, khá là nhiều gió mưa. Tuy nhiên thì ở trên tàu vẫn êm ru. Thực sự là cái kích cỡ quá lớn của cái chiếc tàu này nó khiến cho chúng ta không phải e sợ bất kỳ một cái cơn sóng lớn hay là gió mạnh bất kỳ một lúc nào cả. Ở đây là bây giờ là đang là cái lúc mà tàu di chuyển, nên là các cái khu vực hàng miễn thuế, đồng hồ vân vân là sẽ được bày bán. Và ở đây thì các bạn thấy là đang có rất nhiều người cũng đang xếp hàng để chọn mua những cái chiếc đồng hồ với giá tốt. Sẽ thử đi xuống dưới nhé. Đó là khu vực casino. Đấy, và casino này thì cũng sẽ chỉ mở khi mà chiếc tàu của chúng ta di chuyển. Buổi tối thì tôi cũng thi thoảng có những lúc là xuống đây để giải trí. Đa phần thì những khách hàng người Trung Quốc hay là Singapore thì cũng rất nhiều người là thích chơi casino. Đây là đang đợi thêm người bid vào, đặt thêm tiền vào. Giờ thì thực sự thì cái món này tôi cũng không có giỏi lắm. Đấy, các bạn thấy là ở đây có hẳn một cái sàn ở phía dưới này để phục vụ chơi casino. Game này có vẻ hay nhỉ. Ở đây thì toàn bộ kể cả việc chơi casino này, chúng ta cũng không dùng tiền mặt hay là không dùng thẻ tín dụng để mua, mà toàn bộ đều dùng những cái thẻ phòng. Ở đây gọi là cái C-Pass. Và những cái thẻ phòng đấy thì sẽ ép cái thẻ tín dụng của chúng ta vào trong. Đấy. Và tất cả các cái tiền thưởng mà dùng được này thì cũng sẽ ép vào trong thẻ này luôn. Đâm anh đâu không? Đâm anh đâu? Đâm anh đâu này? Đâm anh đâu này? Đâu? Vậy là Hoàng Đức cũng đã phần nào giới thiệu gần như là khá đầy đủ về cái chiếc tàu Spectrum of the Sea này để quý vị khán giả nhà to có thể có thêm những cái thông tin thú vị và hấp dẫn khi mà chúng ta muốn có một cái hải trình
thú vị ở trên biển giống như thế này cùng với gia đình, bạn bè hay người thân của chúng ta. Có một cái điểm này mà tôi muốn chia sẻ thêm cho quý vị khán giả của Nhà To sẽ có những cái sự chuẩn bị tốt hơn nếu như chúng ta muốn sử dụng những cái dịch vụ ở trên cái chiếc tàu này. Bởi vì cái tàu này nó quá rộng, chúng ta không thể đi hết từng ngóc ngách để khám phá chi tiết của nó được. Nên là ở trên tàu này thì chúng ta sẽ cần cài đặt một cái app của riêng tàu có tên là Royal Caribbean. Đấy, và cái app đấy thì nó sẽ quản lý tất cả những cái thông tin của chúng ta, từ cái thông tin về chi tiêu hay là thông tin về những cái dịch vụ có ở trên tàu. Ví dụ như là cái North Star này, chúng ta cũng sẽ phải đặt trước đúng giờ. Đấy, các bạn thấy là nó đang được cần cẩu nó đưa lên trên để chúng ta có những cái tầm view rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Đấy, về những cái chi phí, tôi nghĩ cũng sẽ nhiều người quan tâm, tò mò. Thì mỗi một phòng ở đây, ví dụ giống như cái phòng mà tôi đang ở là cái phòng có ban công, balcony, ocean view, view ra ngoài biển, thì nó sẽ có cái chi phí rơi vào khoảng tầm $1,500, hơn $1,500 một chút cho mỗi một phòng. Đấy, và như nhà tôi đi thì đã phải đặt 2 phòng, và ở trên con tàu này có thêm một hạng phòng Ultimate Family Suite ở được tới 11 người. Hôm nay cũng đã có khách đặt và tôi cũng đã không thể vào được cái phòng đấy để review cho quý vị và các bạn chiêm ngưỡng trực tiếp. Cái phòng đấy thì chỉ có duy nhất một phòng duy nhất, và các bạn biết là trên thuyền có 17 cái thang máy, tuy nhiên thì chỉ có 16 thang máy là phục vụ chung công cộng, còn có duy nhất một cái thang máy chỉ phục vụ cho phòng Ultimate Suite, và giá của nó thì cũng chỉ đâu đó khoảng tầm 8.000 cho một người, và chỉ đắt khoảng 2 người đầu tiên, có nghĩa là khoảng tầm 20.000 đô là chúng ta đã có thể book được phòng đấy. Tuy nhiên thì phòng đấy cũng hết rất là nhanh vì chỉ có duy nhất một phòng ở trên thuyền và sẽ được trải nghiệm tất cả những cái dịch vụ đặc biệt nhất ở trên thuyền. Đấy, hy vọng là quý vị và các bạn sẽ thích thú với cái trải nghiệm lần này. Xin chân thành cảm ơn quý vị, các bạn đã quan tâm theo dõi, và hẹn gặp lại quý vị trong những video clip trải nghiệm tiếp theo của Nhà To. Và các bạn cũng nhớ đừng quên like, subscribe, ấn đăng ký, ủng hộ và chia sẻ những cái clip của Nhà To giống như thế này để cho chúng ta sẽ ngày càng có thêm nhiều những cái trải nghiệm thú vị cùng với Hoàng Đức, chia sẻ được tới nhiều quý vị khán giả hơn nữa. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.